Hello mọi người, thì sau một tuần thử thách thì hôm nay Mẫn đã quay trở lại rồi. Và đợt trước thì Mẫn có nói với mọi người là Mẫn thử thách là giảm cân một tuần 4kg. Nhưng mà hôm nay Mẫn muốn khoe với mọi người là Mẫn xuống tới 6kg lận nha mọi người. Cái lúc đó là Mẫn 75kg và bây giờ thì Mẫn cứ 69 thôi. Mọi người cùng nhau xem lại số đo lúc mà trước khi tập với lại hiện tại của Mẫn nha. Cô ấy đã hơi mẫn trở lại một chút xíu. Nhưng mà không sao, bây giờ Gia Mẫn sẽ đo số đo của bạn ấy cho mình xem. Và một tuần sau chúng ta sẽ cùng đo lại xem bạn Gia Mẫn thay đổi như thế nào sau một tuần tập luyện với Nhung Đỗ nha. Rồi, bắt đầu đo nào. Vòng eo, con để cái đó ra ngoài á bé. Con để cái đó, đúng rồi. 87 nha, vòng eo trên. Dưới bụng nào. Dưới phần bụng của bạn Mẫn là 96 các bạn. Chúng ta có con số 96. Khép chân lại. Bạn Gia Mẫn bị lên cân lại nhưng mà vẫn cái số ký vẫn nhẹ hơn ngày xưa nhé. Chỉ có điều là không tập luyện á, thì nó sẽ lên lại thôi. Vòng mông là 106. Có sao không cô? Có thấy số không hay là gì? Thấy. Rồi bấm quay chưa? Sát lại rồi. 82. Rồi, bây giờ mình đo tới vòng bụng. 87. Một trăm lẻ ba. Vòng mông. Đó là số đo 3 vòng sau một tuần tập luyện. Hey, mọi người thấy có hiệu quả không ạ? Nếu như mà có thì mọi người hãy like, share và subscribe kênh YouTube Nhung Đỗ nhé. Chúc mọi người may mắn. Bye bye. Yeah. Bye bye.